Bạch thế tôn pháp giới chẳng phải địa giới, cũng chẳng lìa địa giới, pháp giới chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới, pháp giới tức là địa giới, địa giới tức là pháp giới, pháp giới tức là thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tức là pháp giới. Bạch thế tôn pháp giới chẳng phải nhân duyên, cũng chẳng lìa nhân duyên, pháp giới chẳng phải đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng chẳng lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Pháp pháp giới tức là nhân duyên, nhân duyên tức là pháp giới, pháp giới tức là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải các Pháp từ duyên sanh ra, cũng chẳng lìa các Pháp từ duyên sanh ra. Pháp giới tức là các Pháp từ duyên sanh ra, các Pháp từ duyên sanh ra tức là Pháp giới. Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải vô minh, cũng chẳng để vô minh pháp giới chẳng phải hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng để hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não pháp giới tức là vô minh vô minh tức là pháp giới pháp giới tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não tức là pháp giới Bạch Thế Tôn, Pháp giới chẳng phải bố thí ba la mật đa, cũng chẳng lìa bố thí ba la mật đa, Pháp giới chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng lìa tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, Pháp giới tức là bố thí ba la mật đa, bố thí ba la mật đa tức là Pháp giới, Pháp giới tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa tức tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn, pháp giới chẳng phải bốn tịnh lự, cũng chẳng là bốn tịnh lự, pháp giới chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, pháp giới tức là bốn tịnh lự, bốn tịnh lự tức là pháp giới, pháp giới tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn vô lượng, bốn định vô sắc tức là pháp giới bạch thế tôn pháp giới chẳng phải bốn niệm trụ cũng chẳng lìa bốn niệm trụ pháp giới chẳng phải bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo pháp giới tức là bốn niệm trụ bốn niệm trụ tức là pháp giới pháp giới tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo tức là pháp giới